Nói em mời các bạn nha. Con kiến dương nè. Nào giờ các bạn thấy con kiến dương chưa à? Đấy. Con này có kèn, chắc chắn là nó sẽ kẹp. Mà nó kẹp chắc chắn là nó phải đau. Mà cái con bự nó kẹp đau chắc chắn phải đau hơn kiến. Nó nhỏ, con này nó có bầu các bạn nha, cái bụng nó khá là to nè. Hồi nãy nó bị té lầu, té cây gì đó, té lầu té cây gì đó mà nó nằm một đống mà nó kêu hoài luôn. Giờ hết kêu rồi, hết kêu rồi, chắc khỏe rồi các bạn ha. Kẹp á các bạn nha, nó cắn con này chắc chắn là làm thuốc được nè, mà không biết chỉ gì thôi. Chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.